Thành phố Chernihiv đã bị nước Nga thả bom xuống, tàn phá như vậy. And lives obliterated. Đây là cuộc sống của nhiều người ở đây bị lộn xộn hết. And just hours after said it would its Cũng là trước đó một tiếng, nước Nga nói sẽ giảm bớt về cái chuyện thả bom xuống nhiều chỗ khác nhau, ở bên Ukraine. Nói xong rồi, kết cuộc thì cũng thả bơm xuống, banh nguyên cái chợ chỗ này. Đó là theo những người địa phương ở đây báo cho biết. Nhiều người ở bên Ukraine nói về cái chuyện mà nước Nga đưa ra về cái bàn thảo hòa bình đó, thì nó không có khá cho lắm. Ngày hôm nay chúng tôi đi chung với một số người lính ở bên Ukraine. Đây là nguyên một xe bus đưa tới ở ngoài Tiến Đầu. Anh Andre nói cho biết Anh ta hồi trước chuyên môn sửa máy móc. Ngay bây giờ thì anh ta ký giấy để đi lính trong tháng này. Anh ta đã tập giờ trong lính hai tuần, tập basic training ở trong lính. Đại hỏi ảnh là anh có tin tưởng nước Nga nói là cái gì cái gì hay không? Nước Nga không thể nào tin tưởng họ được, họ nói chuyện giống như trò chơi vậy đó. Họ chiến tranh, họ làm bất cứ cái gì cũng không có lực lệ gì cả. Anh ta nói về cái chuyện này. Nước Nga bắn vô trong những cái chợ, những cái khu apartment. Làm cho dân chạy toán loạn. Những gì nhìn thấy rõ ràng đó là bên nước nga đang bị về tội phạm chiến tranh đối với người yêu đây là một chuyện rất là buồn nước nga rất là tàn ác anh nói nước nga tàn ác hả đúng rồi họ rất là tàn ác trong lúc này, có khoảng chừng từ 7.000 cho tới 15.000 người bên nước Nga đã bị chết. Trong vòng một tháng trời, đó là theo nhà chức trách ở bên NATO báo cho biết. Và so với Hoa Kỳ, chiến tranh bên Afghanistan, khoảng chừng 2.500 người đã bị chết trong vòng 20 năm. Đây là cô Anna. Bà này là một trong những người làm trong chính trị và có hai đứa con. Ngày hôm nay là đứng ở tuyến đầu và bắn những chiếc xe tăng của nước Nga. Một trong những cái bắn đó, đó là cô ta bắn. Bà ta nói nước Nga cách chiến đấu rất là ngu. Đối với chúng tôi đây, thì chúng tôi nhìn thấy nước Nga họ không có một cái kế hoạch nào để mà tấn công hoặc là đánh như thế nào cả. Chúng tôi gài bẫy thì họ chạy tới rồi rớt xuống đó rồi chết, rồi bị bắn. Nhưng mà xếp của họ thì cứ kêu tấn công, tấn công liên tục như vậy đó